Kính chào quý vị, những người dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang cùng sống chung một nhà máy thép khổng lồ đã hơn 2 năm nay. Như hình ảnh này cho thấy các phản ánh của người dân về việc nhà máy thép Hòa Phát Trung Quốc giai đoạn 1 khi hoạt động sản xuất đã thải khói ra môi trường, gây tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người dân là hoàn toàn có cơ sở. Thật kỳ lạ, những dự án lớn như thế này thường từ quá trình phê duyệt chủ trương cho tới khi đặt những viên gạch đầu tiên rồi đi vào hoạt động, chỉ ít cũng vài năm. Thế nhưng việc di rời và bố trí tái định cư cho người dân sống chung vùng ảnh hưởng thì đã kéo dài hơn 4 năm qua, vẫn chưa xong. Lý do của việc chậm trễ này là gì? Cấp nào và ngành nào sẽ phải chịu trách nhiệm trước việc người dân ngày ngày phải sống chung với nguồn ô nhiễm đã được báo trước? Kế hoạch của chính quyền địa phương trong thời gian tới là như thế nào để giải thoát người dân khỏi khu vực ô nhiễm? Đó là những nội dung mà chúng tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm câu trả lời trong chương trình hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình có thể bị điều tra trên sóng VTV8 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi được biết câu chuyện ô nhiễm này cùng bức xúc của người dân đã khiến cho nhiều lần chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã phải tổ chức gặp gỡ người dân địa phương để tìm lối thoát. Nhưng đến nay thì hơn 300 hộ dân xung quanh nhà máy vẫn chịu cảnh môi trường sống ám màu, ám mùi khói bụi mỗi ngày. Cần phải nhớ rằng việc lập dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường, các phương án bồi thường dân sinh của chủ đầu tư và địa phương luôn được thẩm định ngay từ đầu. Và đây, dự án này thì tất cả đều đã được thực hiện, trừ quyền lợi của người dân thì thực hiện chậm trễ hơn. Câu chuyện này kéo dài từ năm 2017 cho đến tận ngày hôm nay. Khói bụi, tiếng ồn phát ra từ nhà máy thép. Đó là những gì mà hàng trăm hộ dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang ngày ngày phải chịu đựng. Đã có nhiều gia đình có trẻ em phải chuyển đi ở nơi khác. Những người ở lại, hầu hết đã lớn tuổi, đang chờ đợi được tái định cư ở nơi an toàn và trong lành hơn. Ở đây thì ban ngày cũng như ban đêm nó quá ồn ồ, gần ở nhà má quá đây nó quá ồn ồ. Là tối thì nó có mùi hôi khét rồi đó, cho nên là bà con ở nó rất là khó khăn, khổ cực. Thì có cô ở đây thì bây giờ là mong muốn là của có cô là sớm nhất có tới định cư cho bà con này đi rồi khó khổ cái vùng ô nhiễm này. Mong nhà nước phải giúp đỡ bà con thiệt hại nhiều quá đi. Bụi bặm đồ khó khăn, bây giờ sống với bụi bặm đồ em sống không nổi nên bây giờ phở bà con phở bỏ quê mà đi. Nằm trong vùng bị ảnh hưởng và đồng thời thuộc khu vực giải tỏa 115 hecta của dự án mở rộng khu liên hợp nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2. Thôn Đồng Lỗ, xã Bình Thuận có khoảng 342 hộ dân thuộc diện di rời và cấp đất tái định cư. Đến thời điểm này đã có 114 hộ bàn giao mặt bằng cho dự án. Ngoài một số ít hộ dân đã chuyển đến các khu tái định cư thì phần lớn còn lại đã được hỗ trợ chuyển đến nơi ở tạm thời cho lúc chờ hoàn thành khu tái định cư Vạn Tường. Trong 342 hộ thì có một số hộ người ta đã đăng ký và nhận đất tái định cư ở các khu tái định cư hiện hữu của khu kinh tế Dung Quất đã xây dựng và họ đã di dời nhà cửa để đảm bảo cái ổn định cuộc sống lâu dài của họ. Tuy nhiên cái số này thì số ít, số còn lại thì khá đông. Mà nguyện vọng của số đông là muốn được tái định cư lâu dài ở Vạn Tường. Và trên cơ sở đề nghị của bà con nhân dân thì trong vùng dự án thì được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp nhận và hiện nay đang triển khai xây dựng cái khu tái định cư cho bà con ở Vạn Tường. Hòa Phát đã triển khai hai cái gói hỗ trợ trước. Cái thứ nhất là hỗ trợ máy móc thiết bị cũng như là nhân công để giúp bà con là dỡ dọn nhà cửa từ nơi hiện tại cho đến chuyển về nơi mới cho bà con. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là hỗ trợ bà con là tiền thuê nhà từ lúc bàn giao mặt bằng cho đến khi được giao đất tái định cư, từ khi mà nhà nước giao đất định cư. Trong buổi đối thoại giữa người dân với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các bên liên quan vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn với trách nhiệm là chủ đầu tư khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định để đảm bảo tổ chức thi công dự án tái định cư thành phố Vạn Tường vào tháng 10 2021. Và hoàn thành chậm nhất vào tháng 10 2022. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn là chủ đầu tư của dự án tái định cư Vạn Tường. Đúng vậy. Nhưng chủ đầu tư này cũng mới chỉ được giao trách nhiệm vào cuối năm 2020, cách đây khoảng 7 đến 8 tháng. Cả một quãng thời gian dài trước đó, các ngành chức năng khác của tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận công việc này. Việc tái định cư cho người dân sống quanh khu vực nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Sự chậm trễ này cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới cảnh người dân đã từng dựng lều trước cổng nhà máy thép hồi đầu tháng 6 năm 2021 vừa qua
nhằm ngăn không cho xe vận chuyển hàng hóa ra vào nhà máy. Tình trạng này đã khiến cho chủ tịch của tỉnh Quảng Ngãi phải thay mặt lãnh đạo tỉnh trực tiếp gặp mặt người dân và đưa ra lời xin lỗi bà con vì việc triển khai khu tái định cư bị chậm trễ. Vậy thì việc triển khai dự án chậm ở chỗ nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Nằm trong kế hoạch di rời các hộ dân thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận trong diện giải tỏa khu vực 115 hectare của dự án mở rộng khu vực liên hợp thép Hòa Phát Dung Quất giai đoạn 2, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí hơn 26,7 hectare đất tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn để xây dựng khu tái định cư Vạn Tường. Đến nay thì dự án cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm kê. Cái dự án này theo quy hoạch đó là hơn 16 hectare tổng thể theo khu hướng Bắc và hướng Nam. Thì hiện nay thì nó khó khăn, thì hiện nay một số hộ dân sử dụng đất đã chuyển nhượng cho hộ mới. Thì trong quá trình chuyển nhượng thì công tác phối hợp kiểm kê của một số hộ mới thì cũng chưa phối hợp được. Hiện nay thì ủy ban xã cũng đã rà soát các danh sách đã chuyển nhượng, thì tiếp tục mời làm việc và đồng thời nữa là củng cố các hồ sơ để mà làm các thủ tục liên quan đến vấn đề kiểm kê áp giá đền bù. Thời gian để đủ điều kiện bằng giao đất thì nó quá ngắn, do vậy trong quá trình triển khai thực hiện á thì nó cũng dễ gặp những cái khó khăn vướng mắc, nhất là trong cái bồi thường giải phóng mặt bằng. Do đó là huyện đang gấp rút thực hiện các thủ tục từ cái giải phóng mặt bằng cho đến cái lựa chọn nhà thầu và vận động bà con nhân dân để tạo cái sự đồng thuận để bà con nhân dân sớm nhận tiền để sớm bàn giao mặt bằng để cho các nhà thầu triển khai thi công xây dựng. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bình Sơn, dự án xây dựng khu tái định cư Vạn Tường được chia làm hai khu vực. Trong quá trình triển khai, đơn vị đã nhận được sự đồng tình từ phía người dân địa phương. Do đó, cho đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành 26,52 hectare trên tổng số 26,73 hectare và có lẽ sẽ đảm bảo tiến độ thực hiện bàn giao trước thời hạn ngày 1 tháng 10 sắp tới. Chúng tôi quyết tâm là thực hiện cái công tác kiểm kê áp giá đền bù là phải hoàn thành cái tiến độ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo là bàn giao mặt bằng trong tháng 10 năm 2021. Sau khi có cái nhà thầu thi công rồi đó, thì huyện sẽ chỉ đạo cho ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng của huyện cùng với cái nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các cái hạng mục để đủ điều kiện bàn giao đất tái định cư cho bà con nhân dân theo đúng cái thời gian là ngày là tháng 10 năm 2022. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là đến thời hạn chót bàn giao mặt bằng sạch và lựa chọn đơn vị thi công. Đây cũng là lúc miền Trung đang cận kề mùa mưa. Nếu không đẩy nhanh tiến độ, thì rất có thể chuyện an cư của bà con sẽ còn gian nan hơn rất nhiều. Thưa quý vị, như vậy là một trong những nguyên nhân làm chậm tái định cư cho người dân vùng ô nhiễm là do công tác đền bù và giải phóng mặt bằng cho dự án. Vâng, đây là câu chuyện muôn năm cũ. Tuy nhiên, nếu nó được tập trung, ưu tiên thúc đẩy, triển khai ngay từ đầu với những giải pháp cởi mở và hài hòa lợi ích các bên, thì có lẽ cũng đã xong từ lâu rồi. Đã có những ý kiến của người dân như thế này. Mời các vị vào sống trong những ngôi nhà của chúng tôi, những ngôi nhà không đảm bảo khoảng cách giữa cơ sở sản xuất và khu dân cư theo các quy định hiện hành. Có ở đó thì các vị mới hiểu được rằng chúng tôi cần phải thoát khỏi tình trạng này đến nhường nào. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi thực sự chia sẻ với bức xúc của người dân địa phương. Ngoài lý do xuất phát từ đền bù giải phóng mặt bằng, thì còn lý do gì nữa hay không? Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, gần đây tỉnh Quảng Ngãi mới ban hành giá đất vào năm 2020, nên ở thời điểm đó chưa thể xác định giá đất tái định cư. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân khó có thể tiếp nhận đất khi mà không biết giá trị của nó là như thế nào. Chúng tôi đang tiếp tục vận động bà con nhân dân. Thì hiện nay là có 170 hộ trong số 342 hộ đó. Thì người ta đăng ký để nhận cái tạm ứng cái số tiền bồi thường theo giá trị hiện tại. Và trong số đó người ta đã nhận tiền thì có 114 hộ đã tự nguyện tháo dỡ nhà cửa bằng giao mặt bằng lại cho cái dự án 115 hectare này. Và người ta họ mong muốn rằng là nhà nước cũng phải khẩn trương xây dựng cho hoàn thành sớm khu tái định cư để mà bà con nhân dân có cái đất ở và đi vào ăn ở cho nó ổn định lâu dài. Mong muốn là mau có tái định cư để cho bà con đi khỏi thoát bụi bặm. Với lại sau nữa là chừng sau này có mặt bằng đồ giải phóng xong là bà con có công ăn việc làm cho ổn định, chứ những người lớn tuổi như bọn cô là sau này bồi thường hết rồi không có công ăn việc làm.
Nên mong nhà nước là phải giúp đỡ bà con có ổn định cuộc sống, như vậy thôi. Con cháu dần sau học hành rồi phải có công an việc làm ổn định. Cô thì mong muốn xong mà hoàn thành thì cho người dân tới ở là làm cho nó đầy đủ như có cái tới định cư khác vậy đó. Cô mong muốn như vậy. Thời gian tới hoặc là trong quá trình sau này, khi mà bà con đã có chỗ ở tái định cư đối với rồi, thì trong quá trình đấy thì Hòa Phát cũng đã cam kết là đối với những người dân trong vùng dự án là hoàn toàn là ưu tiên là tuyển dụng trực tiếp những người lao động trong độ tuổi lao động, hoặc là những người mà có con em trong độ tuổi lao động mà phù hợp với yêu cầu công việc công ty, để công ty sẽ ưu tiên để tuyển dụng. Sự đồng tình của nhân dân ở đây họ rất là phấn khởi vì sự phát triển chung cho đất nước cũng như cho địa phương, là điều đó là điều đúng thôi. Vì vậy chính hiện nay là người dân người ta rất đồng tình, người ta đồng ý cho các đội kiểm kê đi tới kiểm kê và họ đã ký vào các quyết định kiểm kê đó rồi. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn thì mới đây có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ thực hiện và những tồn tại khó khăn vướng mắc ở dự án khu tái định cư cho người dân sống trong vùng ảnh hưởng của nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất. Đến nay thì Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã quyết định thu hồi đất, phê duyệt hai phương án bồi thường với diện tích đất là 9,3 hecta, kinh phí hơn 19 tỷ đồng. Tuy nhiên thì họ lại chưa có tiền để chi trả. Đối với phần diện tích đất còn lại trong phạm vi thực hiện dự án khoảng 17,2 hecta, Trung tâm phát triển dự án khu đất huyện đã thực hiện xong công tác kiểm kê đất và cây cối hoa màu trên đất bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì không thể thực hiện được công tác áp giá, lập phương án bồi thường để thẩm định và phê duyệt chi trả tiền giải phóng mặt bằng. Huyện Bình Sơn sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh đã giao là ngày 1 tháng 10 tới phải khởi công xây dựng khu tái định cư, và chậm nhất là trong 12 tháng phải xây dựng xong. Và nếu như những công việc này không triển khai được đúng tiến độ, người dân vẫn phải tiếp tục sống cùng các yếu tố ô nhiễm. Chỉ hơn một tháng nữa thôi, chúng ta sẽ có câu trả lời. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại với câu chuyện này khi mà những người dân bị ảnh hưởng bởi nhà máy thép được an toàn trong ngôi nhà mới của mình. Hy vọng điều đó sẽ đến thật nhanh khi mà đã có sự cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.